Thưa quý vị, Hà Nội là một trong các thành phố có mật độ dân số lớn trên thế giới với hơn 8,5 triệu người đang sống và làm việc. Về quá trình đô thị hóa và sự phát triển nhanh chóng về dân số, Hà Nội đang chịu sức ép rất lớn về phát triển hệ thống hạ tầng giao thông nhằm giảm thiểu sự ùn tắc và vấn đề ô nhiễm môi trường. Do đó, nhu cầu xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết để giải quyết các vấn đề đặt ra cho thủ đô. Nội dung trên sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Chuyện đô thị ngày hôm nay với chủ đề Hiện thực hóa mục tiêu phát triển đường sắt đô thị thông qua nội dung trao đổi cùng ông Đặng Huy Đông, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển. Lời đầu tiên xin được trân trọng cảm ơn ông ngày hôm nay đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ạ. Xin chào các quý vị khán giả và xin chào MC. Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, vào trung tuần tháng 8 vừa qua, thì đoạn trên cao từ Nhổn đến Cầu Giấy dài 8,5 km thuộc dự án Metro tuyến số 3 thí điểm, đoạn Nhổn ga Hà Nội đã được đưa vào khai thác thương mại, thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận xã hội. Như vậy là cùng với tuyến số 2A Cát Linh Hà Đông đã và đang khẳng định tính hiệu quả của loại hình vận tải công cộng, khối lượng lớn, văn minh, hiện đại và an toàn. Đoạn tuyến Nhổn ga Hà Nội dài hơn 8 km đi trên cao qua 4 quận gồm Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và Đống Đa. Đây là trục đường có mật độ giao thông cao, thường xuyên xảy ra ùn tắc. Có nhiều nút giao là điểm đen giao thông. Giờ đây, loại hình phương tiện giao thông công cộng này đã trở thành lựa chọn mới cho cư dân và sinh viên dọc tuyến đường. Thay vì sử dụng phương tiện cá nhân, nhiều người đã chuyển sang sử dụng đường sắt để giảm ùn tắc giao thông. Ngoài ra, tuyến đường sắt đô thị này cũng kết nối dễ dàng với các tuyến buýt. Với 36 tuyến buýt dọc trục đường sắt và khoảng cách từ điểm dừng buýt đến các ga dưới 50 mét. Tôi chưa bao giờ được thấy như thế này và được đi như thế này nên là cái cảm giác thế nó rất là lạ. Và với cảm giác như là ở châu Âu ấy. Nên là tôi cảm thấy đất nước mình bây giờ đang tiến kịp các nước ở châu Âu là chúng tôi rất là mừng. Tôi cảm thấy tàu đi rất là nhanh, êm và nội thất mới. Quang cảnh xung quanh thoáng đãng và đẹp ạ. Tương lai chắc chắn là khi mà đã có phương tiện công cộng để đi mà một cách nhanh chóng như này thì tôi sẽ hoàn toàn đi bằng phương tiện công cộng đường sắt trên cao. Tuyến Metro Nhổn ga Hà Nội hiện có 10 đoàn tàu, vận tốc tối đa 80 km/h, vận tốc khai thác trung bình là 35 km/h. Mỗi đoàn tàu gồm 4 toa, mỗi toa chở 236 hành khách, mỗi chuyến chở được khoảng 950 khách. Sau khi đi vào vận hành, tuyến Metro Nhổn ga Hà Nội đã chứng minh được tính hiệu quả rất cao. Trong 10 ngày đầu đưa vào khai thác, đã thu hút gần 600.000 lượt hành khách đi tàu. Cùng với tuyến Cát Linh Hà Đông, với kỷ lục vận chuyển hành khách đang cho thấy loại hình vận tải này ngày càng được người dân quan tâm và tin tưởng. Đường sắt đô thị thực sự là bước chuyển động mới cho giao thông thủ đô. Vâng, thưa ông Đặng Huy Đông, ông có những cái nhận xét gì về sự thay đổi và quá trình vận chuyển, chuyển mình của hệ thống vận tải công cộng ở Hà Nội ạ? Tôi cho đây là cái bước chuyển động ban đầu rất là quan trọng. Không có bước một thì không có bước hai. Cho nên chúng ta đã bước những bước đi đầu tiên của cái giao thông công cộng, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị, đảm bảo cái khối lượng vận chuyển lớn. Đây là việc rất là quan trọng. Cho nên nếu như Hà Nội mà hoàn thành được 200 km đường sắt đô thị theo đúng như mục tiêu đặt ra trong kết luận 49 của Bộ Chính trị về phát triển đường sắt đến năm 2035 thì tôi nghĩ rằng là cái vận tải hành khách công cộng, giao thông công cộng đô thị nó sẽ khác hẳn như hiện nay và chắc chắn là chúng ta không còn thấy cái tình trạng tắc đường, ùn tắc giao thông triền miên năm này qua năm khác như hiện nay nữa. Vâng, theo ông trong thực tế, thực tiễn ở Hà Nội đang triển khai thì ông có đưa ra được những cái nhận định về cái việc là Hà Nội đang gặp phải những cái thách thức hay là những cái khó khăn như thế nào trong cái việc phát triển hệ thống hạ tầng giao thông công cộng, đặc biệt là mạng lưới Metro ạ? Nhiều người thì cho rằng là cái cơ chế quản lý hoàn toàn là đúng. Quản lý về đầu tư, xây dựng nó quá rườm rà, quá phức tạp hiện nay, nó không phù hợp với những công trình có tính đặc thù như thế này. Có người thì cho rằng là thiếu vốn. Thì với cái cách tiếp cận như thế này thì đúng là thiếu. Thế nhưng mà cái luật thủ đô vừa qua thì đã tháo gỡ được một số cơ chế chính sách cơ bản, tạo cái nền tảng để cho triển khai cái chương trình 200 km đường sắt đô thị trong vòng 10 năm tới vào năm 2035. Nhưng mà trước khi những cái cơ chế chính sách bắt đầu thì tôi thấy thách thức nhất vẫn là câu chuyện quy hoạch và công tác quy hoạch.
quy hoạch đô thị và trong đó có quy hoạch hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị. Và giữa những nhà hoạch định quy hoạch, giữa những chuyên gia và những nhà làm quy hoạch đô thị, hiện nay là chúng tôi có những nhận thức rất khác nhau về phát triển đô thị theo mô hình TOD, tức là các đô thị gắn với nhà ga của hệ thống giao thông công cộng. Và rất nhiều người thậm chí cho rằng là từ mấy chục năm nay, những nhà hoạch định quy hoạch trước đây là còn khẳng định là từ mấy chục năm nay chúng tôi đã làm quy hoạch đô thị theo TOD rồi, chứ đây không phải là khái niệm gì mới cả. Thì tôi e rằng là đấy chính là thách thức, là vì nhận thức khác nhau quá. Những cái mà các vị đã vẽ ra trước đây trong quy hoạch đô thị ấy, thì chúng tôi gọi đấy là quy trình ngược của TOD, và phải gọi là DOT. DOT tức là gì? Đô thị phát triển, giao thông đuổi bám theo sau. Và đấy là lý do vì sao không bao giờ có đủ nguồn lực. Nguyên nhân chính là không bao giờ có đủ nguồn lực để đáp ứng được cái nhu cầu giao thông mà vươn theo kịp cái phát triển đa dạng và dàn trải của đô thị trong thời gian qua. Thì nó dẫn đến tắc đường là cái chắc, giao thông không theo kịp. Nhưng nếu chúng ta làm đúng theo tinh thần, nguyên lý của TOD là gì? Là giao thông công cộng dẫn dắt sự phát triển đô thị. Giao thông công cộng đi đến đâu thì đô thị mới phát triển đến đấy. Tức là phải đáp ứng được giao thông đồng thời với phát triển đô thị thì làm gì có tắc đường. Xây ra một tuyến có là 15-20 cây số, có 15, có 10-12 cái TOD dọc đường, thì người dân ở ngay cái đô thị đó là người ta lên tàu đi làm và đi về, hoặc là đi ra các cái nơi làm việc khác nữa. Nhưng nếu như cả 200 km này chúng ta phủ kín giữa nơi làm việc và nơi ở của người dân theo một cái định hướng có xác định trước như thế này và được dẫn dắt bởi giao thông thì đô thị mới đi theo, thì chúng ta không những là đảm bảo được cái giao thông mà chúng ta còn huy động được nguồn lực vô cùng to lớn. Vâng, và thưa quý vị, việc phát triển đô thị theo định hướng lấy giao thông công cộng làm trung tâm TOD là chìa khóa để Hà Nội hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị, tạo điều kiện tăng giá trị đất đai và phát triển các trung tâm kinh tế mới. Xác định đây là loại hình vận tải xương sống của thủ đô, thành phố Hà Nội đang khẩn trương nghiên cứu, tìm các giải pháp khả thi để sớm triển khai các dự án đường sắt đô thị theo quy hoạch. Việc nghiên cứu áp dụng mô hình TOD cho việc phát triển hệ thống đường sắt đô thị sẽ đảm bảo tính tổng thể, tầm nhìn dài hạn về phát triển đô thị bền vững, kết hợp giữa vai trò chủ đạo của nhà nước với nguồn lực, sự sáng tạo của khu vực tư nhân để tạo sức sống cho giao thông công cộng, đưa giao thông công cộng trở thành động lực cho sự phát triển. Trong buổi kiểm tra và chỉ đạo tiến độ dự án metro tuyến Nhổn ga Hà Nội mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cũng đã nhấn mạnh việc áp dụng công nghệ hiện đại phục vụ cho công trình là dịp tốt để các sở ngành trao đổi, tích lũy thêm kinh nghiệm phục vụ cho việc thực hiện các tuyến đường sắt đô thị trong thời gian tới. Vâng, thưa ông Đông, vậy thì qua những cái bài học kinh nghiệm trên thế giới thì chúng ta có thể áp dụng được những bài học đó trong cái việc phát triển mô hình TOD ở Việt Nam như thế nào ạ? Khi tôi nói cái mô hình của Singapore, họ kết hợp với cái mô hình gọi là thu hồi giá trị đất đai nhờ quy hoạch của nhà nước và nhờ kết nối giao thông. Đấy. Thế thì nhà nước phải thu lại một phần vốn. Thì không phải chỉ có nước nghèo đang phát triển chúng ta phải làm đâu. Nước Mỹ, đấy là lý thuyết của nước Mỹ. Và rất nhiều đô thị nước Mỹ đang làm như thế, đã và đang làm như thế. Rồi rất nhiều các cái nước khác như Singapore họ đang làm như thế. Và đặc biệt Trung Quốc trong thời gian qua, họ phát triển như thế là một phần lấy từ giá trị đất đai. Tôi xin lấy một cái ví dụ là ở Hồng Kông thì họ cho luôn cái công ty đường sắt là làm luôn cái bất động sản, quản lý và sở hữu cái bất động sản và kinh doanh trên cái bất động sản gắn với nhà ga, thì họ mới có nguồn thu để trang trải lại được cho cái vận chuyển hành khách công cộng rất là tốn kém đó. Và cái bài học đấy của Hồng Kông thì bây giờ là cái công ty đường sắt đô thị và bất động sản Hồng Kông còn được mời sang Stockholm, sang Thụy Điển, sang Sydney để là chia sẻ cái kinh nghiệm và được thuê làm quản lý vận hành các cái hệ thống đường sắt bên đó. Còn theo về phía cơ quan nghiên cứu chúng tôi, từ kinh nghiệm thế giới, thì chúng ta đều hiểu rằng là đô thị từ 3 triệu trở lên mà không có
2-3 triệu trở lên mà không có metro chắc chắn là tắc đường. Thứ hai là cái đô thị, khu đô thị lõi ấy, là dứt khoát phải là giao thông công cộng. Khi đô thị tỏa ra vùng ngoài, bán kính khoảng ngoài 10 cây số, 15 cây số thì khoảng 10 ngoài cây số, 10 cây số trở ra thì có thể là giao thông hỗn hợp giữa giao thông đường bộ và giao thông công cộng đường sắt và giao thông cá nhân. Nhưng ở trong nội đô, đặc biệt là nội đô lịch sử như Hà Nội, bắt buộc là phải giao thông công cộng thuần túy và hạn chế tối đa, không cấm nhưng hạn chế tối đa bằng các biện pháp kinh tế hành chính, thì để người ta thấy rằng đi ô tô không có lợi. Thế thì thống nhất được như thế thì chúng ta sẽ có dư tiền để chúng ta làm. Rồi là cái cách triển khai quy hoạch rất quan trọng. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng là để Hà Nội có thể phát triển được hệ thống giao thông công cộng TOD thì cần phải có một cái nguồn lực rất là lớn. Vậy thì theo ông, Hà Nội cần phải có những cái giải pháp nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực về tài chính như thế nào để có thể phát triển được cái mô hình này ạ? Như tôi phân tích trong một cái tính toán ấy, thì một khu đô thị mà 5 vạn dân, 12.000, hơn 12.000 căn hộ ấy, mà chúng ta cho 1 triệu mét vuông thì chúng ta chỉ cần là đấu giá quyền đầu tư khu đô thị TOD trên cơ sở cái quy hoạch chi tiết 1/500 đã có công năng, chức năng và diện tích xây dựng thì chúng ta sẽ thu được rất nhiều tiền. Và tiền trong dân hiện nay thì nó có con số rất là rõ rệt trên thống kê đấy. Thực ra là dân chúng ta đang không có địa chỉ để đầu tư, không có danh mục đầu tư chất lượng hay là đạt chuẩn, mà danh mục đầu tư hiện nay là không đạt chuẩn. Thôi đi vào chi tiết cái gì thì ở dịp khác, nhưng nếu như chúng ta phát triển đô thị TOD với số lượng nhiều, phê duyệt là cái lượng đô thị phát triển trong 10 năm tới nhiều lên, mỗi năm là 10 khu như thế, 10 năm sau là 100 khu đô thị cỡ như thế, bám với TOD, thì chắc chắn là cái giá của bất động sản, giá nhà chung cư nó sẽ đi về phù hợp với cái mức thu nhập của đại đa số người dân, của 20% số người mà có cái số tiền gửi trên tổng số là 7,2 triệu tỷ là tiền gửi tư nhân cá nhân hiện nay. Chỉ cần 20% số người trong đó mà có số tiền khoảng độ từ triệu cho đến có số tiền là 1 tỷ đồng tiền gửi trở lên, mà họ được tiếp cận với cái giá nhà khoảng độ 3-40 triệu là phù hợp với túi tiền của họ, thì chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Nhưng mà phải cho cái công ty đường sắt đô thị thực hiện cái chức năng là kinh doanh bất động sản TOD, phải gắn là một, hai cái nó là một. Hoặc nếu không thì hai cái đơn vị đấy nó phải được điều tiết bởi một cái cơ chế. Tức là tiền hoàn toàn, tiền khai thác từ TOD, bất động sản, phải chuyển toàn bộ cho phát triển cái đường sắt đô thị thì chúng ta sẽ có tiền. Vâng, và thưa quý vị và các bạn, nhằm cụ thể hóa nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô, Hà Nội đã xây dựng đề án phát triển đường sắt đô thị đến năm 2045. Theo đó, với đề xuất một kế hoạch, 3 phân kỳ, đầu tư cùng hàng loạt chính sách để phân cấp phân quyền triển khai một cách cụ thể. Sau hai tuyến Cát Linh Hà Đông và Nhổn ga Hà Nội, tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo đang được thành phố khẩn trương xúc tiến. Phương án điều chỉnh dự án đã được trình chính phủ phê duyệt trong quý 3 năm 2024 để sớm triển khai. Ngoài ra, tuyến số 5 Văn Cao Hòa Lạc đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm xúc tiến thủ tục đầu tư. Theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội và quy hoạch giao thông vận tải thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, hệ thống đường sắt đô thị có 10 tuyến với trên 410 km. Thành phố đang điều chỉnh quy hoạch chung bổ sung 5 tuyến đường sắt dài 200 km. Như vậy, đến năm 2045, tầm nhìn đến 2065, Hà Nội sẽ có 15 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 617 km. Để hoàn thành toàn bộ 15 tuyến, nhu cầu vốn lên tới khoảng 55 tỷ đô la. Vâng, thưa ông Đông, vậy thì theo những cái mục tiêu, những kế hoạch đặt ra,
như hiện nay thì thủ đô Hà Nội cần phải làm gì để có thể rút ngắn được thời gian hoàn thành mạng lưới đường sắt đô thị ạ? Thứ nhất là phê duyệt một lần của tổng thể cái hệ thống đường sắt cho đến 2035 của Hà Nội và Hồ Chí Minh trước kia đâu đó, của Hà Nội và Hồ Chí Minh trước kia đâu đó là 200 km, nhưng cái số liệu gần nhất mà tôi đọc được của Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội đâu đó là lên đến gần 400 km cơ, mà 2035. Thế thì nếu như chúng ta tiếp tục là đưa lên theo cái quy định hiện nay về phân loại dự án hạng A rồi quan trọng quốc gia v.v. thì hầu như tuyến đường sắt nào cũng đâu đó cỡ khoảng 1,5 tỷ, 2 tỷ trở lên thì đều phải lên Quốc hội để phê duyệt chủ trương đầu tư, rồi là quyết định đầu tư v.v. thì theo cái trình tự đấy là không còn phù hợp. Tuy nhiên luật thủ đô thì đã đồng ý cho phân cấp, nhưng mà cái chủ trương đầu tư thì vẫn phải xin Quốc hội. Thì thay vì xin là 10 tuyến 100 cây hay là 10 tuyến 200 cây số trong 15, 20 tuyến gì đấy, trong giai đoạn tới, từng cái tuyến đoạn lẻ một như vậy, thì trình Quốc hội một lần, xin chủ trương về nguyên tắc là đồng ý, thứ nhất về quy mô là 200 hay 300 km trong đến năm 2035. Thứ hai tức là gì? Là phê duyệt cái cơ chế là cho phép thành phố quyết định về huy động vốn từ các kênh khác nhau, trong đó có kênh là thu hồi giá trị đất đai thông qua TOD. Thế và cho phép thành phố, hai thành phố là chung nhau là xây dựng một cái tiêu chuẩn đường sắt chung. Bởi vì nếu cứ mỗi tuyến chúng ta lại áp dụng một tiêu chuẩn riêng của các quốc gia cung cấp thiết bị hoặc công nghệ thì chúng ta là không có hiệu quả ở tất cả các dự án đấy, và tính tổng thể thì rất đắt. Thế nếu như mà được ra một cái tiêu chuẩn chung cho đường sắt đô thị của Hồ Chí Minh và Hà Nội là được lựa chọn và quyết định, thì là mỗi lần là thì chúng ta áp dụng chung cho cả tuyến chứ không phải phê duyệt nhiều lần. Thế và cái cách lựa chọn thì chúng ta phải chọn cái thứ công nghệ mà có tính phổ biến để có nhiều nhà cung cấp đảm bảo cái cạnh tranh trong cung cấp thiết bị và dịch vụ. Còn nếu chúng ta chọn cái thứ công nghệ mà nó độc đáo của riêng một quốc gia này, quốc gia kia, chúng ta phụ thuộc cả một đời, thì sau này phụ tùng thiết bị cũng phụ thuộc của họ. Và chúng ta không tạo được một cái quy mô là cung cấp hàng hóa lớn thì chúng ta mới mua được giá rẻ. Đấy. Thế cho nên là phải chọn cái công nghệ nó trung tính, có nhiều quốc gia, nhiều công nghệ, nhiều nhà cung cấp, từ đầu máy toa xe cho đến là thiết bị công nghệ kỹ thuật. Đấy, nó tính phổ biến hơn. Thì giá cạnh tranh thôi, nguyên tắc là một người bán thì giá nó không cạnh tranh, nhiều người bán thì cạnh tranh. Thứ hai là đấy, khi mà phê duyệt tổng thể cả 200 cây số hoặc là hơn như vậy trở lên ấy, thì vậy chúng ta đấu thầu là theo quy mô lớn và chia theo cái hạng mục của công trình chứ không chia theo tuyến. Thế chia cái gói thầu theo hạng mục công trình là gì? Đâu là kết cấu hạ tầng, đường ống cống ngầm là một hạng mục, thì cứ thế là cái ông đó ông chạy cái còn chuột chuỗi mà đi nó khoan thôi, ngày này qua tháng khác nó khoan. Thế còn lại là chỉ giải phóng mặt bằng ở trong nội đô đấy, chỉ giải phóng mặt bằng ở cái chỗ mà chúng ta phải làm nhà ga nổi lên trên thôi, thì nó đi kết hợp với TOD rồi, nhưng mà vẫn có thể làm cái nhà ga hộp ở bên dưới sẵn sàng đấy, thì triển khai được ngay. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông với những lời chia sẻ hữu ích vừa rồi ạ. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua thì việc xây dựng các tuyến metro ở Hà Nội còn gặp khó khăn, hiện mới chỉ có 2 tuyến hoạt động. Rõ ràng nếu như vẫn xây dựng các tuyến còn lại theo phương thức cũ thì thành phố sẽ gặp thách thức lớn. Do vậy, việc thay đổi cách làm, phương thức đầu tư các tuyến đường sắt đô thị là rất cần thiết, và mô hình TOD chính là lời giải cho nguồn lực vốn. Mục tiêu hiện thực hóa các tuyến metro ở Hà Nội là một bước đi chiến lược, góp phần thay đổi diện mạo và giải quyết căn cơ vấn đề giao thông đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân thủ đô. Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn ông Đặng Huy Đông với những lời chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi cho quý vị khán giả. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình sau.